phiên bế mạc hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Hội nghị Trung ương 9 vào sáng 18 tháng 5, các lãnh đạo chủ chốt đã họp để nghe đánh giá tình hình công việc của đất nước trong thời gian vừa qua và tập trung cho ý kiến chỉ đạo để triển khai công việc trong thời gian tới, theo kết luận Hội nghị Trung ương 9 đã đề ra. Đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi Hội nghị Trung ương 9 đã thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15 bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội. Tổng Bí thư chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Kính chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức. Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao. Sáng 22 tháng 5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự bầu Chủ tịch nước. Với 472 trên 473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua nghị quyết, Quốc hội đã bầu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Lễ tuyên thệ của tân Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra ngay sau đó. Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ: dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phát biểu nhậm chức ngay sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội khóa 15 đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông trân trọng cảm ơn Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tín nhiệm giới thiệu ông làm Chủ tịch nước. Tân Chủ tịch nước khẳng định đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chủ tịch nước Tô Lâm dốc toàn bộ tâm sức, trí lực phục sự đất nước, phục vụ nhân dân. Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sẽ cùng Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dốc toàn bộ tâm sức, trí lực phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Cụ thể, phát biểu nhậm chức sáng 22 tháng 5, tân Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu, giao cho ông trọng trách làm Chủ tịch nước. Ông cũng trân trọng cảm ơn Ban chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy giới thiệu ông đảm nhiệm trọng trách cao cả này. Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, ông ý thức sâu sắc rằng đây là vinh dự, là trách nhiệm to lớn, đồng thời là cơ hội để cùng Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dốc toàn bộ tâm sức, trí lực, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Chủ tịch nước bày tỏ, mãi mãi khắc ghi, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối, hàng triệu anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Những đóng góp to lớn của nhân dân, những người đã quên mình trong lao động, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch nước nêu rõ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, nhạy bén của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay. Đây là những tiền đề hết sức quan trọng để tôi có thể hoàn thành tốt trọng trách được giao trên cương vị Chủ tịch nước. Mặt khác, cũng đặt ra yêu cầu, kỳ vọng cao hơn trong giai đoạn phát triển mới nhằm tạo ra những kỳ tích mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, Chủ tịch nước nói. Nhận thức sâu sắc trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, nhân dân, Chủ tịch nước hứa sẽ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước đã được hiến định, tích cực thực hiện nhiệm vụ đối nội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của đất nước, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy cao nhất tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc. Nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng,
trước hết là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở kiên định, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, hạnh phúc, ấm no của nhân dân. Trước hết, tân chủ tịch nước khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân trong giai đoạn mới, kiến tạo quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, tiên tiến, phát triển, nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại, ký kết các điều ước quốc tế nhân danh nhà nước. Chăm lo xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân. Cùng với đó, lãnh đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước cho biết sẽ cùng với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa đi đôi với củng cố trật tự, kỷ cương, tập trung lãnh đạo xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hiện đại hóa đất nước. Kiên định và triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại mang đậm bản sắc ngoại giao, cây tre Việt Nam, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, kết hợp chặt chẽ đối ngoại của Đảng với ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân. Xây dựng lực lượng vũ trang thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Chủ tịch nước hứa đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo chủ chốt không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm nêu gương, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, với sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cùng với trí tuệ, bản lĩnh và quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng, sự ủng hộ của nhân dân, chúng ta tin tưởng rằng đất nước sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, dân tộc ngày càng cường thịnh, trường tồn, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc. Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Với 475 trên 475 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, thông qua nghị quyết, Quốc hội đã bầu ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, chiều 20 tháng 5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội. Với 475 trên 475 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, thông qua nghị quyết, Quốc hội đã bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Lễ tuyên thệ của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra ngay sau đó. Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức. Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026, ông Trần Thanh Mẫn đã tuyên thệ nhậm chức. Cụ thể, chiều 20 tháng 5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, giữ chức Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% đại biểu Quốc hội, 475 trên 475 tham gia biểu quyết tán thành. Trong bộ vest sẫm màu, cà vạt đỏ, ông Trần Thanh Mẫn bước lên bục thực hiện nghi lễ nhậm chức. Phát biểu tuyên thệ nhậm chức, tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói,
dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào và cử tri cả nước. Tôi, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phát biểu đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, ông Trần Thanh Mẫn bày tỏ cảm ơn các đại biểu Quốc hội khóa 15 đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Đây là niềm vinh dự to lớn nhưng cũng là trách nhiệm cao cả. Trong giờ phút thiêng liêng này, ông Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ. Với trọng trách mới, tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nguyện cống hiến hết sức mình, sẽ đem hết sức mình phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tựu của Quốc hội qua các thời kỳ, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng phục vụ lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.